Dạ vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh em Trường Bình Dương. Thì buổi chiều hôm nay em Trường xin được phép lên sóng báo giá 3 mẫu xe hàng chiến lược bên em Trường để về phục vụ cho quý cô bác anh chị trong cái dịp lễ Tết xuân về này. Thì em Trường xin được phép thông tin về 3 mẫu xe cho cả nhà. Mẫu đầu tiên là biển số 51F05535 đời 2015 nha cả nhà, 2015. Và kế bên là mẫu Innova đời 51A65383 đời 2013. Và cuối cùng là mẫu Innova phiên bản G đời 2010 nâng full form 2015 luôn. Chiếc này thì có gốc Sài Gòn, hai đời chủ nè. Đời chủ đầu tiên là ở Sài Gòn, đời chủ thứ hai là bán về Nguyên Nhân Bình Định. Thì quý khách hàng ở Sài Gòn thì mua con này về cũng không tốn 20 triệu tiền phí ra biển nha. Rồi. Không làm mất thời gian của quý bà con anh chị, em Trường xin được về chi tiết mẫu xe này luôn. Toyota Innova đời 2015. Bản e-chung nha, màu trắng nguyên zin nguyên bản là nước sơn theo xe, không sơn đổi màu, xe một chủ mua mới từ đầu, bên em Trường là người đứng ủy quyền đầu tiên. Đấy, em Trường sẽ xe thì full đồ chơi rồi, biển số cũng khá đẹp, 05535, 8 điểm. Quý khách hàng nào ở Sài Gòn thì mua chiếc này giờ sử dụng luôn. Thì chiều hôm nay điện chỗ ông Trường clip khách hàng đang hát karaoke thì nó hơi khó nghe tí, quý khách hàng thông cảm giùm em nha. Đấy, màu trắng nguyên zin nguyên bản, xe được dán full film cách nhiệt hết rồi. Đấy, mâm phay xước nha, xi nhan gương, ốp mẹ chrome đầy đủ. Xe đã dán xe phim cách nhiệt được hết rồi nha cả nhà. Đấy, xe rất đẹp. Ốp mẹ chrome, tay cửa, chén cửa, xi nhan gương, mâm phay xước. Nói chung là giá thành vừa phải, mình mua về mình sử dụng nè. Đấy, mình sử dụng cái Tết này mình làm đưa đón để đưa thêm thu nhập cá nhân, mình kiếm thêm cũng khá ổn định cả nhà. Số tiền thì vừa hơn 300 một tí thôi. Mà chất xe là bên em Trường bán là cam kết bằng văn bản. Thứ nhất không đâm đụng, không ngập nước. Cái thứ hai là keo sùng chỉ nguyên zin. Cái thứ ba là máy móc zin, bảo hành lên đến 1 năm sử dụng cho cả nhà. Tất cả những cái em Trường cam kết trên sẽ đều thực hiện bằng văn bản và quay đầu, bao quay đầu cho cả nhà sử dụng. Cả nhà mua sử dụng lên đời thì bán lại em lỗ 10%. Tất cả bằng cam kết bằng văn bản. Mấy giờ 15 em Trường cũng lên đường mua xe cho cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Xe rất là đẹp luôn nha. 2015 bản e-chung nha cả nhà, màu trắng nguyên zin nguyên bản, số tiền vừa hơn 300 thôi. Đấy, mâm lốp khá là đẹp. Cả nhà coi nè, đấy hốc cua lốp của nó rất là đẹp, chưa có dấu hiệu gọi là rỉ sét là mục mọt. Cả nhà coi hốc cua lốp nó rất là đẹp nha. Chưa có đồng sơn nha. Đây nè, chỉ cua lốp vẫn còn. Đó, xe dán full film cách nhiệt. Nội thất thì màu nâu da bò. Cả nhà coi nè, gai vân tóc bi rất là đẹp. Chưa có dấu hiệu mòn hay là sử dụng nhiều nha cả nhà. Đấy, gai vân của nó nè. Đấy, màu nâu da bò, bộ trần BD. Đấy, ba vàng lạnh zin theo xe. Đấy, tất cả là trần 3D da bò luôn, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đấy, thì xe trang bị hai túi khí, màn hình Android. Đấy, camera hành trình theo xe, mọi thứ cũng đầy đủ, vô lăng nè. Đấy, cả nhà thấy chưa, rất là đẹp nha. Em Trường sẽ cho vệ sinh, xe mới mua về chưa vệ sinh, em Trường sẽ cho anh em nó vệ sinh trong ngồi hết rồi mới bàn giao đến cho cả nhà. Xe trang bị hai túi khí, một túi khí bên phụ nè và một túi khí nằm bên vô lăng đây nha cả nhà. Đó, xe trang bị hai túi khí, phanh ABS chống bó cứng, phanh cả bốn bánh đầy đủ hết luôn. Đó, dè bò rồi nè, cả nhà mua về là sử dụng không phải làm nhiều thêm. Phần máy móc thì cả nhà biết rồi, bên em Trường bảo hành lên đến 1 năm sử dụng nha. Xe keo sùng chỉ nguyên zin, cam kết không đâm ve, không ngập nước. Đó, cả nhà thấy không, xe rất là đẹp luôn. Đó, đinh tán của nó là còn đầy đủ theo nhà sản xuất đây nha. Đây là hệ thống phanh ABS chống bó cứng, phanh cả bốn bánh này, trứ danh trên dòng Innova đây nha cả nhà. Phanh ABS đây, máy móc em Trường đã rửa sạch sẽ rồi. Đó, cả nhà coi nè, máy móc sạch đẹp. Máy móc bên em Trường bảo hành lên đến 1 năm sử dụng nè. Trước khi bạn giao xe sẽ thay bốn cái bu ri mới cho cả nhà, thay nhất máy mới, vệ sinh hỏng gây hết. Và giá thành em Trường để cho con này cho cả nhà là 335 triệu nha. 335 triệu cho mẫu Innova 2015 nha cả nhà. Rồi, kế bên là mẫu Innova đời 2013, cũng bản em chung, màu trắng nhân viên nguyên bản. Rồi kết cấu thì nó như nhau. Đó, 2013, biển Sài Gòn, một chỗ mua mới từ đầu, bên em Trường cũng là người đứng ủy quyền đầu tiên. Đói, cả nhà mua về là sử dụng, không phải làm gì thêm. Xe là cũng dán full phim cách nhiệt, full đồ chơi, mâm phay xước, xi nhan gương, đăng kiểm khá là dài, đến tháng 11/2023. Đây, đến tháng 11/2023. Đó, chiếc kia là em Trường bây giờ cho đi tích phạt nguội kìa. Đó, nha, xe rất đẹp nha. Mâm đồ, mâm lốp khá là dày luôn nha cả nhà. Đấy, mâm lốp rất là đẹp luôn. Đấy, cả nhà coi nè.
đây chưa, vô lăng túi khí rồi, Innova 2013 nha. Đấy, nội thất con này thì màu nâu kem, củ số màn hình đầy đủ hết. Đó, trần con này là trần ni lông. Đấy, trần ni lông. Cả nhà coi vô lăng củ số của nó nè. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn nè. Thấy chưa? Keo sùng chỉ là miếng bạc, hệ thống là gương kính chỉnh điện hết nha cả nhà. Đây, hệ thống là gương kính chỉnh điện nè, gương auto nè, gương chiếu hậu nè. Đấy, là điều chỉnh zin DLC hết, không độ chế cái gì nha. Đấy, sàn bọng sạch đẹp nè, sàn inox nè, ghế nâu da bò nè. Cả nhà coi nè, đói bê vàng lại zin DLC, bộ ghế mới tinh, bên em Trường vừa may mới nha. Màu nâu kem mà đặc trưng bên của em Trường nha cả nhà. Keo sùng chỉ là không đứt nối, cam kết luôn. Đấy, lớp lép chạy cui nè. Đấy, cả nhà coi gầm bệ của nó nè, rất là đẹp luôn nha. Đó, con này đã được phủ sơn chống ồn rồi, sơn chống gầm rồi. 2013 nha. Đấy, xe là miễn ba, keo sùng chỉ rồi là ít cốp rồi, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đấy, cái này là người ta mở ra để luồn dây kem nè, em sẽ cho dán lại nè, thấy chưa, ba vàng lạnh nè, xe đẹp cực kỳ luôn nè. Đó, cả nhà thấy không, xe nối không với 11 đâm đụng nha. Đấy, dưới này rất là keng nha cả nhà, 2013 thôi, số tiền thì rất là mềm luôn. Đó, cả nhà thấy không, số tiền rất là mềm luôn, màn hình Android nè, kem hành trình, mọi thứ cùng đầy đủ tiêu xe hết nha cả nhà. Đó, xe nhìn thì rất là yêu, thấy chưa, máy móc thì miễn bàn. Đấy, máy móc của đó đây, cả nhà coi keo sùng chỉ cây bô rồi nè, đẹp tuyệt đối nha. Đấy, không đâm đụng những cái đinh tán, lỗ đinh tán nó rất là tròn, rất là đẹp luôn. Đó, hầm máy của nó nè, cả nhà coi đẹp không, đinh tán là còn đầy đủ hết nha cả nhà. 2013, hệ thống phanh ABS chống bó cứng phanh cả bốn bánh đây. Máy móc bên em Trường rửa ra rồi, cũng bảo hành lên đến 1 năm sử dụng nha cả nhà. Đấy, thấy chưa, bên em Trường sẽ thay nhớt máy mới nè, thay bu ri, vệ sinh hồng ga hết, bàn giao cho cả nhà, bảo hành lên đến 1 năm sử dụng. Và chiếc 2013 bản e chung này bên em Trường chào bán cả nhà với giá là 316 triệu nha cả nhà, 316 triệu, bao cái quyền hồi rút hồ sơ gì đó. Và kế bên là mẫu Innova G 2010 lên full form 2015. Xe này đã được chủ nhân có đăng ký cải tạo tại cục đăng kiểm Việt Nam, có thể đăng kiểm toàn lãnh thổ Việt Nam nhân cả nhà. Cả nhà cứ yên tâm về vấn đề đăng kiểm, tại vì cục đăng kiểm Việt Nam mình đã làm giấy cải tạo và chấp nhận ok rồi, nên đăng kiểm toàn Việt Nam. Chiếc này gốc Sài Gòn, cả nhà ở Sài Gòn thì mua con này về Sài Gòn cũng không tốn phí bao nhiêu. 2010 G, màu ghi bạc lên full form 2015, rất là đẹp luôn, rất cái bố luôn. Đó, nhìn là y như con 2015 luôn nha cả nhà, mâm phay xước rồi hết rồi. Chủ nhân của nó khá là chịu chơi khi mà khóc lên mình cái bộ áo này. Đó, giá thành thì vừa phải, chưa chỉ có 280 triệu thôi, 280 triệu cho mẫu xe này. Đấy, cả nhà thấy không, đẹp tuyệt đối nha, 2010 G nha cả nhà, gầm bể tuyệt vời rồi. Đấy, cả nhà ưng mẫu nào thì cứ alo cho em Trường. Ngồi đây em Trường còn có Innova 206, 207, 2012, 209, 209 thì cả nhà nhắn vào kênh coi clip cũ giùm em. Đó, đinh tán của nó nè, gầm bể rồi, đẹp hết nha cả nhà. Đấy, bê vùng lạnh zin theo xe nè. Đó, thấy chưa, đinh tán nhà sản xuất còn đầy đủ đây nha. Tuyệt vời, 2010, nâng full form 2015, cảm biến lùi sấy sửa gương, đồ đầy đủ hết nha. Xe thì nó không với vụt một rồi, tuyệt vời nha. Nổ thấp thì màu nâu kem nha cả nhà. Đó, thấy chưa, đẹp tuyệt đối luôn. Cả nhà thích mẫu này thì alo với em Trường. Em Trường đang sẵn có các đời từ đời 206 cho đến đời 2012 luôn. Đó, cả nhà, 2019 luôn. Số tự động cũng có, số sàn cũng có nha cả nhà. Chỉ cần cả nhà thích là có thôi. Bên em Trường là bao thầu hết luôn. Innova 2010 G. Vô lăng của nó nè, nhìn rất đẹp nha. Chúng trang bị hai túi khí nha. Đó, cả nhà coi nè. Đấy, loa sấp, đồ sấy, sưởi gương, đồ nè, đầy đủ hết luôn. Đó, thấy chưa? Mà cũng màn hình kem lùa đầy đủ, 280 triệu cho sản phẩm này. Quá rẻ cho một chiếc xe 2010 năm full form. Tụi em định bán 285 nhưng bán nhanh bớt cho nhà mình luôn, 280 cho nó nhanh nha cả nhà. Ôm hàng làm gì, gần Tết rồi, xẻ hàng luôn. Đấy, xì rất đẹp, không lỗi lầm nha. Đấy, 2010 năm full form 2015 nha. Đấy, cả nhà coi, máy móc là tuyệt đối rồi, bảo hành là đến 1 năm sử dụng mà, cứ chạy thoải mái thôi. Phanh ABS nè, chống bó cứng phanh cả bốn bánh đây nha. Đấy, cả nhà coi, máy móc khô đét sạch sẽ hết, bảo hành lên đến 1 năm sử dụng cho cả nhà mình, thay nhớt máy mới, bu ri, hồng ga đầy đủ. Giá thành là 280 triệu, bà rút hồ sơ gốc cho cả nhà nha.
Rồi, nhớ đăng ký kênh để cập nhật nhiều video clip tiếp theo nha cả nhà.